Xin chào tất cả các bạn. Thì theo yêu cầu của một số bạn là cũng chưa nắm được về các cái vị giám đốc công an tỉnh Thái Bình, thì trong bản tin ngày hôm nay tôi cũng xin cung cấp cho tất cả các bạn liên quan đến thông tin của 5 vị giám đốc công an tỉnh Thái Bình gần nhất. Một là Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, sinh năm 1974, quê ở Hải Dương, được Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình vào tháng 11 năm 2019 và hiện nay đang giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Sau đó thì ông được Ban Bí thư chỉ định tham gia vào Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015-2020. Trước khi được điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng. 2. Đại tá Nguyễn Văn Bình, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, nhận chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 11 năm 2019. Trước khi bổ nhiệm vào vị trí này thì ông Nguyễn Văn Bình đã giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Hiện nay, ông được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục và Trường Giáo dưỡng Bộ Công an từ tháng 11 năm 2019 thay cho vị trí của ông Nguyễn Thanh Trường. 3. Thiếu tướng Lê Đình Nhường, sinh vào ngày 20 tháng 7 năm 1962, xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình từ ngày 1 tháng 4 năm 2014 đến ngày 15 tháng 11 năm 2016. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí này, ông Lê Đình Nhường từng là Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Chiều ngày 15 tháng 11 năm 2000 vào vị trí này, ông Lê Đình Nhường từng là Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Chiều ngày 15 tháng 11 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã quyết định biệt phái Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội. Ngày 12 tháng 4 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa 14 tại phiên họp thứ 33 đã thông qua nghị quyết số 676 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh, đồng thời cho thôi đại biểu Quốc hội khóa 14 đoàn Thái Bình đối với ông Lê Đình Nhường. Nguyên nhân do ông này trước đó đã bị kỷ luật cảnh cáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chịu trách nhiệm sai phạm khi ông làm việc ở Bộ Công an, và chính Lê Đình Nhường cũng đã làm đơn xin thôi nhiệm kỳ đại biểu Quốc hội vì lý do sức khỏe. Theo quyết nghị, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 12 tháng 4 năm 2019. Tại kỳ họp thứ 30, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 10 năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề nghị kỷ luật ông Lê Đình Nhường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra C44 để xảy ra vi phạm trong Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát và chịu trách nhiệm là người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tại kỳ họp thứ 32, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Thiếu tướng Lê Đình Nhường. 4. Đại tá Trần Xuân Tuyết, sinh năm 1957, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 4 năm 2014, hiện nay đã nghỉ hưu. 5. Trung tướng Trần Văn Vệ, sinh năm 1959, tại xã duy nhất huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, nơi ở hiện nay Thái Bình từ năm 2005 đến tháng 9 năm 2010. Trước khi bổ nhiệm vị trí này, ông Trần Văn Vệ từng giữ các chức vụ trong lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam như Phó trưởng phòng, trưởng phòng, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình. Hiện nay, ông đã về hưu. Trước khi về hưu, ngày 10 tháng 8 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Trần Văn Vệ, 59 tuổi, nguyên quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, làm Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra kiêm Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.